trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long trên làn sóng FM 90,2 MHz. Tài Tử Phương Oanh sẽ mở đầu chương trình hôm nay với 20 câu đạo ngũ cung Nỗi Lòng Người Diễn Xứ. Ai hiểu được nỗi lòng người diễn xứ, khi quê hương thật gần với cánh phi. Chương trình được liên tục với tiếng hát của tài tử Ngọc Hải qua 34 câu phú lục chấn, bài ca, bá nha, hồ ngộ tử kỳ. Khi tôi vào để cuối sinh, thưa ngài, cho tôi phân tường bài đơn vừa phát vào. Ấy là bài đức tánh tang tiết thầy nhang. Cả tích nhang hồi ngày mang táo dương tương tưởng mến như xương. Lưu đắc danh hiền thì dạng cổ đương. Thanh bạch ngàn khoản để danh thơm
một bầu nước với vỏ cơm. Tương tai mái tóc bạc như voi, tìm chỉ ngày đơn chưa ăn hết bán, tớ đàn dội đất can lỡ giờ tân tiết tan. Lời thúc tôi dường mới nghe qua tiếng lòng già ba nhà, đường ngựa thích gã tiểu rất mài trong chốn nơi làm tiền mà gặp khắp tài ba. Xin vì tôi trở nên nàng nghĩ ngài xuống thuyền cho gặp mấy gỡ hầu lưu giữ ngay buổi ngay hôm nay. Người điên tiêu há dám đâu mấy hững hờ giữa đêm sương lặng trắng mờ. Lòng muốn tự tài gã tiều cung bá nhà nói lại đường tơ, nhìn tiểu sinh báo quan mấy lời muốn cho đây đỏ đặng hiểu lòng mà nhau khỏi ngại. Tôi xin đàn lại ngay một bài tiểu tình nhà tôi trên dân dài, tôi sẵn lòng mà hầu kính dù sơ sót xin lượng thứ tha. Tướng đại phu ôm đàn liền cãi điều cô an tâm tiếng khen rằng miễn tài đại nhân chí tài cao hơn. Nhông dây đổi ngọn tơ đàn như ma quyền áo mơ màng càng tỏ rõ chi tánh. Tại lưu thủy trường giang mến mang thích cảnh nước trời dội vàng đứng dậy bắt lấy tay nhờ thử già hôm nay lão rất may gặp tiếp theo chương trình tài tử quốc dữ sẽ hát 16 câu gian nan trọn nghĩa với quê hương.
ba cầu muôn năm. Sống mãi trong con, trọn đời bác vì đáng vì chân, không màng tâm thân cố cực gian nguy. Thank you.
gặp bác ngựa rồi. Nay bác đã ra đi là dính diện xa vời, là mất mát chung của toàn dân tộc. Chúng con thề nguyện đánh bọn xâm đăng ra khỏi cõi bờ và làm theo di chúc của người. Để ngàn đời sử sanh lâu mãi tên vàng Hồ Chí Minh. Tài tử Tuyết Hạnh liên tục chương trình với 20 câu sàng xê nhịp tám qua bài ca Vịnh Hạ Long của tác giả Trần Ngọc Thạch. Dài hơn
pha một bên, còn bên kia là đảo dân đồ. Đảo các bà ở về phía Tây Nam, địa chất hình thành từ thuở lập địa khai thiên, nước gió tạo hình trở thành bức họa thiên nhiên. Trên dưới 2000 vẻ đẹp lung linh kỳ ảo, sống giữa hồng trần mà ngỡ trong cõi thiên tiên. Kia xa xa bạc đằng giang, với bao diện tích lấy lừng, ông cha ta bao phen đuổi giặc xâm loạn, giữ yên cõi bờ ngàn đời non. Bền đến Hoàng Kinh nằm chìm trong bao la non nước hữu tình. Khách nhàn du sao khói bồi hồi, trang của thiên nhiên thế giới mênh mông, biết bao cảnh sắc huy hoàng. Thiên nhiên đẹp nhất vẫn là Vịnh Hạ Long. Tài tử Dương Phước Trưởng kết thúc chương trình với bài ca Mặt Đỏ Lòng Sâu, sáng tác Hữu Tâm theo điệu cổ bản. Tiền nhân có câu ngụ ngôn để lại, đến nay đã mấy ngàn năm, thật chi lý vô cùng. Càng gặm càng thấy hay, cửu bạch hồng nhân diện, rượu trắng đỏ mặt người. Kim ngân hắc nhân tâm, vàng tiền đen lương tâm, mới nghe như trái ngược. Nhưng suy gầm rất hay, bởi ý nghĩa như vậy. Rượu thì nóng lại cay, uống vô tim đập mạnh, làm máu chảy quá nhanh, dồn lên mặt càng nhiều, đỏ mặt là tất nhiên. Mặt đó mà lòng đẹp là rượu lễ nghi nhân đạo, nói theo tục lệ cô truyền. Rượu tiễn chồng ra chiến trận, chúc cầu mà đáo thành công. Rượu mừng người thân gặp lại,
thành cháu bồi dù cung tế tổ tiền dù đáp nghĩa đờ nên chú này mặt đỏ lòng son chú ấy đẹp biết bao luận về câu thứ hai kiếm ngân tại vàng bạc vàng thì quý biết bao lẽ ra đẹp mặt người sao lại đen lương tâm thấy gì lòng tham lam của hạng người vô đạo phi đạo cha con anh em chồng vợ nghĩa đoạn thân sơ chỉ vì tiền tình bạn chia thân cũng đành ám hại nhau bấy nhiêu trước mưu thâm độc hành vi để tiền giả mang hại nhau không hề gió dữ không còn chút tình người cũng vì hai chữ kim thân ôi thật quá gớm ghê chất độc của kim ngân làm cho quen ổ lương tâm biến con người hiện từ lương thiện thành ra kẻ xác nhân tiền vàng đầy rương chưa chịu còn muốn được nhiều thêm túi không đầy là tôi tham dẫu cần phải xác nhân miễn có vàng nhiều thêm thì cũng sẵn sàng làm khi xa chân vào pháp luật nắng đã muộn màng sống ra thân tù nhân tội phạm không sử dụng được vàng chết rồi chỉ có tay không để nhục lại cháu con cầm lại lời thiện nhân kim ngân khắc nhân tâm ôi thật là vô cùng chi ly ai ơi hãy khá giữ mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Thân mến, chào tạm biệt.